Ở San Francisco, cảnh sát đã bắt nghi can đã đâm hai phụ nữ cao niên Á Châu. Quý vị thấy không, lâu lâu vẫn còn xảy ra những cái trường hợp đó do cái tình cảm họ ghét đó. Thì cũng do cái vi khuẩn này cho nên họ có cái tình cảm thù ghét những người Hoa. Và đôi khi họ nhìn những người Á Châu nói chung, có chúng ta ở đây, nhiều khi chẳng may đó có thể bị họa lây. Thưa quý vị, một người đàn ông ở thành phố San Francisco đã bị bắt hôm thứ Ba 4 tháng 5 sau khi bị cáo buộc là dùng dao đâm hai phụ nữ cao niên Á Châu ngay trên đường phố và giữa ban ngày. Bản tin của ABC News nói rằng người đàn ông này 55 tuổi đã bị cáo buộc là tấn công hai phụ nữ ở khu vực trung tâm thành phố San Francisco vào trưa ngày thứ Ba rồi bỏ đi. Theo lời phát ngôn viên của Sở Cảnh sát San Francisco là Robert Ruka, thì đây có nhiều cái biểu ngữ tôi thấy là những người trẻ cầm lên nói là yêu cầu đừng có violent, đừng có bạo động chống lại our grandparents, tức là những người ông bà chúng tôi, ý nó là những người trẻ nói đó. Tại trong vụ này nó đánh hai cụ cũng lớn tuổi. Nghi can đã bị nhận diện và bị bắt ở cách chỗ đâm người khoảng một dặm. Phát ngôn viên Ruka cũng nói là giới hữu trách hiện vẫn còn đang tiến hành những thủ tục và truy tố nguyên do đã xảy ra cuộc tấn công, hiện chưa được xác định. Tên các nạn nhân và của nghi can cũng chưa được công bố. Tuy nhiên, đài truyền hình CBS của San Francisco cho hay là một người nạn nhân là cụ bà Chui Phong Giang đã 85 tuổi và sống ở thành phố này hơn 50 năm. Đài truyền hình cho biết cụ Giang và nạn nhân thứ nhì 65 tuổi đã trải qua một cuộc giải phẫu ở bệnh viện Zuckerberg, San Francisco hồi tối thứ Ba. Bà Patricia Lee là một cư dân thành phố này, người đang làm việc ở tại một quầy bán hoa gần đó, cho biết là cuộc tấn công xảy ra và nói bà thấy nghi can cầm dao tiến đến gần hai phụ nữ ở nơi đón xe bus. Bà Lee nói lưỡi dao rất lớn, có vẻ là loại dao của lính. Bà Lee nói với đài truyền hình là bà đứng đó quay lưng về phía tôi và tôi thấy lông áo khoác của bà bay ra tơi tả, do vậy tôi biết chắc là lưng của bà đã bị dao xé ra. Bà Lee cho biết là sau khi tấn công thì hung thủ thản nhiên bỏ đi như là không có chuyện gì. Ông Matt Haney là một giám sát viên thành phố San Francisco, đại diện khu vực xảy ra cuộc tấn công, nói đây là điều đáng xảy ra, đây là điều đang xảy ra cho những người gốc Á Châu tại cộng đồng chung, cho nên chúng ta phải cẩn thận và để tránh những cái tai nạn như vậy tái diễn. Và quý vị thấy không, nó có những cái mà cảnh sát cũng không thể nào mà liên tục, chúng ta không thể ỷ vào cảnh sát 24/7, tức là lúc nào cũng có cảnh sát được. Chúng ta gọi ít nhất cũng phải 5, 15, 20 phút, nhiều khi cả nửa tiếng cảnh sát mới respond, thì nhiều khi cái hung thủ nó đã biến mất rồi. Đó, nó có cái nguy hiểm cái đó nữa.